Vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư Vô Vàng Kính Yêu đã dành thời gian quý báu để chia sẻ tình thương và trí huệ của Ngài khi trả lời một số câu hỏi của các thành viên về nhiều chủ đề khác nhau. Hôm nay, chúng tôi may mắn trình chiếu cuộc hội thảo sâu sắc tựa đề Sự hy sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại, phần 1 trên 6 phần, trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 24 tháng 12 năm 2021. Kính chào sư phụ. Thưa sư phụ, ngài khỏe không ạ? À? Chào, chào. Mừng khi biết quý vị vui vẻ. Nghe có vẻ vui vẻ đó. Dạ, đúng vậy thưa sư phụ. Bộ có chuyện gì? Dạ sư phụ, cưng chiều chúng con. Sau lưng tôi hả? Được thôi, chúng ta cố gắng vui được chừng nào hay chừng đó. Dạ sư phụ, chúng con vui ạ. À, tốt, tốt. Thưa sư phụ, chúng con có một thông điệp gửi ngài. Vì thế, chúc sư phụ Giáng sinh vui vẻ và một năm mới thuần chay hạnh phúc. Chúc Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc đến tất cả những ai có thể vui hưởng. Và cũng chúc bệnh nhân trong bệnh viện. Chúc những người di dân chưa được định cư ở bất cứ đâu hoặc đang bị mắc kẹt ở đâu đó. Và chúc tất cả người thân động vật, chúc tất cả chúng sinh dưới biển cả, trên bầu trời và cư ngụ trong lòng đất, dạ, cây cối, thực vật, hoa lá. Chúng ta cũng chúc tất cả bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện và tất cả những người trong lĩnh vực lao động thiết yếu một năm tốt đẹp hơn ở phía trước. Và có chút nghỉ ngơi, chút giải lao, chút thời gian thư giãn. Cầu Thượng Đế phù hộ tất cả những người làm việc tốt. Và cầu Ngài ban phước cho địa cầu, một tương lai tốt đẹp hơn. Và chúc phúc cho tất cả loài người được thức tỉnh, quay sang lối sống nhân từ hơn, như lối dinh dưỡng thuần chay. Xin cảm tạ Thượng Đế và tất cả các thiên thần giúp chúng ta theo bất kỳ cách nào. Tôi chúc tất cả quý vị và tất nhiên các anh chị em đồng tu của quý vị, tất cả các đồng tu trong Pháp Môn Quán Âm và những người tu hành thiền định hoặc các tín ngưỡng khác. Tất cả người tốt, tất cả quý vị, hãy ráng có một Giáng sinh vui vẻ và năm mới an lành. Trong thế giới mà chúng ta khó có thể tìm thấy nhiều hạnh phúc được nữa. Hãy ráng nhớ đến Thượng Đế và cầu xin sự gia trì, sự bảo vệ, niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện càng nhiều càng tốt. Chúng ta có thể tiếp tục cầu nguyện cho tất cả chúng ta trên địa cầu cũng như trên các tinh cầu khác trong vũ trụ. Xin Thượng Đế khai sáng chúng ta, bảo vệ và tha thứ tất cả chúng ta. Tôi xin lỗi là không thể ở bên quý vị, nhưng tâm tôi ở cùng quý vị. Dạ, sư phụ, chúng con cảm nhận được điều đó. Tôi cảm ơn tất cả vì một năm làm việc vất vả và chịu đựng mọi thử thách khi chúng ta làm việc cho truyền hình Vô Thượng Sư. Vì lợi ích của địa cầu và tất cả chúng sinh trên đó, cũng như cho thiên đàng và địa ngục. Công việc của chúng ta không dễ, mặc dù trông có vẻ dễ. Công việc của tôi cũng không dễ, mặc dù thấy có vẻ như dễ. Chúng ta làm cho nó trông dễ, nhưng mà không dễ. Tôi cũng làm nó trông dễ, ngay cả khi nói chuyện với quý vị qua điện thoại về một số chủ đề hóc búa, hoặc một số đề tài không vui hoặc đau lòng. Tôi vẫn làm nó trông dễ, nhưng không dễ. Vì vậy, mặc dù chúng ta trải qua khó khăn và thử thách, nhưng lúc này chúng ta vẫn phải tiếp tục
Dạ, thưa sư phụ, dạ. Tôi hy vọng quý vị vẫn còn sẵn lòng. Dạ, chúng con sẵn lòng, thưa sư phụ. Hiện tại, thế giới chúng ta không còn nhiều hy vọng nữa so với trước đây. Thật ra, ít hy vọng hơn trước đây. Nhưng biết đâu được. Có lẽ tâm mọi người sẽ thay đổi và sau đó Thượng Đế sẽ khoan hồng, các thiên đàng sẽ thương xót và địa ngục sẽ đóng lại lần nữa thay vì thế giới đóng lại. Dạ. Hạnh phúc, bình yên và mãn nguyện thực sự nằm trong tay của toàn nhân loại nhiều hơn là trong tay của các loài khác. Con người có nhiều quyền lực hơn, nhiều đặc ân hơn và nhiều cơ hội hơn để biến thế giới này thành địa ràng. Chỉ là vào lúc này, rất nhiều người vẫn không chọn sử dụng những đặc ân đó, không chọn điều này, không dùng lực lượng hùng mạnh mà đã được ban phú cho họ, đã được ban cho họ trước khi họ chào đời, trước khi họ thậm chí hiện hữu. Chỉ là đa số con người đã quên lực lượng đó hoặc dùng nó một cách mù quáng cho một số mục tiêu ích kỷ và phá hoại, và thậm chí không nhớ nguồn gốc của họ với mọi vinh quang, hùng mạnh, hỷ lạc, hạnh phúc và phước lành mãi mãi. Thôi kệ, một ngày nào đó họ sẽ nhớ, ngày nào đó họ phải nhớ lại thôi. Họ sẽ thấy quá chán ngán với rắc rối và đau khổ ở thế gian này, hoặc là họ sẽ chịu khổ quá đủ với hỏa ngục và hình phạt. Ngày nào đó tất cả họ sẽ thức tỉnh. Chỉ có điều đôi khi chúng ta cần phải kiên nhẫn, bởi vì chúng ta cảm thấy như mình là việc cực nhọc nhưng không thấy có kết quả gì nhiều. Vậy tốt, vậy cũng tốt. Mặc dù đó là điều đáng buồn, nhưng cũng tốt. Ngã chấp của mình sẽ không nổi lên, và chúng ta sẽ tập trung hơn vào lời cầu nguyện bên trong, và sự hy sinh thầm lặng để tha nhân sẽ được lợi ích. Đây là đêm hạnh phúc, đêm Giáng sinh. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng không cảm thấy vui. Xin lỗi. Tôi không muốn quý vị mất vui. Dù sao, quý vị cứ vui hưởng. Bất cứ gì được sắp xếp cho quý vị, đó là điều với tình thương của tôi. Xin cảm ơn sư phụ. Và tôi hy vọng quý vị thích bất cứ gì quý vị có ở đó. Ý nói những chiếc bánh đơn giản, kẹo, sô-cô-la. Không nhiều, nhưng một số người không có được những thứ như vậy. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn Ngài thật nhiều. Chúng ta cảm tạ Thượng Đế và chúng ta biết ơn cho may mắn và vận may của mình. Và biết ơn là chúng ta có được sứ mệnh cao cả. Không có nhiều người có thể làm những gì chúng ta đang làm. Không có nhiều người có tài năng và có thể sử dụng nó để làm lợi ích cho thế giới. Vì lợi ích to lớn, khổng lồ, vĩ đại. Như những gì mà quý vị, đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, nội bộ hay từ xa đang làm. Cũng có một số người giúp và người làm việc gián tiếp cho truyền hình Vô Thượng Sư, mà làm việc cho thế giới nói chung. Dạ, thưa sư phụ, và luôn hy vọng cầu nguyện để việc này thực sự lợi ích cho nhiều người, càng nhiều càng tốt. Dạ, thưa sư phụ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết, nhưng cũng không sao. Mình làm được gì thì làm, mà cũng không muốn bất cứ phần thưởng hoặc ngay cả cảm giác mãn nguyện nào từ công việc mà chúng ta cống hiến. Không cần bất kỳ điều kiện nào, bất kỳ đòi hỏi nào, bất kỳ ràng buộc nào. Vậy tốt, tôi hãnh diện về tất cả quý vị, rất hãnh diện. Tất cả quý vị, các cậu trai và cô gái. Ý tôi nói đàn ông và phụ nữ. Bây giờ quý vị lớn rồi. Tôi luôn nói với các cô gái về quý vị là các cậu trai. Khi ta nói với quý vị về nhóm nữ đó, ta nói các cô gái, dạ, các cô gái này kia hoặc các cậu trai này kia. Dù sao, không quan trọng, chúng ta không phải trai, không phải gái. Chúng ta không là gì cả, ngoài trí huệ thiêng liêng và tình thương thiêng liêng vốn có trong tất cả chúng ta, cũng như trong toàn thể nhân loại. Chỉ đáng tiếc là rất nhiều người quên rằng họ đến từ đâu và họ huy hoàng thế nào và có thể nhiều lực lượng thế nào. Nếu họ chỉ cần nhớ lại điều đó,
Dù có bao nhiêu minh sư đến tìm cách nói với họ, hãy nhớ lại điều tốt nhất của họ. Con người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Nhiều người vẫn còn say ngủ. Đây là thời điểm thay đổi lớn. Và họ nên tận dụng cơ hội này để nhảy vọt, để nhảy vào chiều không gian mới, tâm thức mới, đẳng cấp thăng hoa mới về tâm linh. Nhưng thật đáng tiếc, không phải ai cũng cảm thấy sẵn sàng cho điều đó, hoặc không phải ai cũng muốn tin điều đó. Dường như nó quá khó tin bởi vì họ đã phải vật lộn phấn đấu từ ngày họ chào đời cho đến nay. Được ra đời cũng là một kinh nghiệm đau đớn. Và rồi phải làm em bé, làm trẻ mới biết đi, làm thiếu niên và thanh thiếu niên, rồi người trưởng thành, và mọi trải nghiệm này đều có niềm vui nào đó. Nhưng cũng nhiều gian khổ và đau buồn. Vì vậy, họ không quen nghĩ rằng họ là gì đó tốt hơn sự hiện hữu vật chất tạm bợ này. Cho nên, ngay cả minh sư đến nói với họ, họ cũng không muốn nghe. Bởi vì tất cả minh sư đều trông giống như mỗi người họ. Họ không thể tin rằng một người trong bình thường như thế mà có thể làm được gì cho họ, có thể cống hiến cho họ điều gì đó tốt hơn những gì họ đã biết rồi. Như làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, kiếm chút tiền hoặc nhiều tiền trong kinh doanh. Họ không thể hiểu rằng có một cái gì đó khác bên trong phàm thân đó của vị minh sư. Bên trong có gì đó quý giá, có gì đó mạnh mẽ, có gì đó có thể nâng họ lên tận bầu trời, vượt ngoài mặt trời, vượt ngoài tất cả các thiên hạ, để mang đến cho họ hạnh phúc, hỷ lạc và an bình đời đời. Điều đó rất khó, thành ra Chúa Giêsu mới phải bị đóng đinh trên thập tự giá. Quá đau đớn, bị lăng nhục nặng nề vì con người thời đó không thay đổi và không lắng nghe lời dạy thánh thiện của Ngài. Chỉ có một nhóm người rất nhỏ theo Chúa Giêsu, lãng phí sức lực và lực lượng của Ngài. Dù vậy, Đức Chúa vẫn sẵn lòng hy sinh để cứu linh hồn các môn đồ của Ngài, cũng như những người mà Ngài biết hoặc tin vào Ngài thời đó. Vì lý do đó, Ngài đã phải hy sinh phàm thân của Ngài trong cái chết đau đớn và đầy nhục mạ. Và dù vậy, ngày nay, người gọi là đại diện hàng đầu của Ngài đã dùng điều đó để hạ nhục Ngài. Làm sao có người vẫn dám làm điều đó chứ? Không chỉ không tôn trọng và không cảm thấy biết ơn sự hy sinh của Đức Chúa để thăng hoa nhân loại, mặc dù không phải tất cả họ đều đã lên thiên đàng, nhưng nhân loại đã được thăng hoa đến mức độ nào đó nhờ sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu hoặc bất kỳ minh sư nào khác. Điều này còn tùy, nhiều hay ít tùy theo đẳng cấp khai ngộ của vị minh sư đó, hoặc vị minh sư này, cũng như lực lượng mà Ngài mang xuống. Ngoài ra, cũng còn tùy vào Ngài sống được bao lâu trên địa cầu khủng khiếp này. Nhưng tất cả minh sư đều góp phần vào sự thăng hoa của nhân loại và mọi chúng sinh trên địa cầu, chưa nói gì tới trên các tinh cầu khác trong vũ trụ. Nhiều hay ít tùy vào ân điển và uy lực của vị minh sư. Quý vị thấy loài người thật vô ơn đến nhường nào. Nhưng chỉ có thực thể, không phải là người mới có thể nói những điều như vậy như Francisco. Chỉ ác quỷ mới có thể thốt ra những lời như vậy. Không ai dám làm điều đó bao giờ. Không ai mà muốn làm điều đó. Không ai mà nở lòng làm thế với một chúng sinh vĩ đại như vậy bao giờ, như Đức Chúa Giêsu, một sự hy sinh tột cùng như thế trên địa cầu. Nhiều minh sư đã hy sinh theo nhiều cách khác nhau, nhưng sự hy sinh của Chúa Giêsu là sự hy sinh vĩ đại nhất tột cùng. Vậy mà có người đã quay lưng và phỉ báng Ngài vì sự hy sinh đó, vì sự đau khổ mà Ngài phải gánh cho tội lỗi của con người. Nếu không biết ơn,
thì ít ra cũng có lòng thương xót cho người đó chứ. Cho dù không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hoặc vị Minh Sư khai ngộ, thì ít ra trong tâm cũng cảm thấy có chút cảm thông, chút tình thương, chút tội nghiệp cho sự hy sinh như thế, cho một cái chết đau đớn như vậy trên thập tự giá mà Ngài không đáng phải gánh chịu, bởi vì Ngài đã không làm bất cứ điều gì sai. Chưa nói đến việc Ngài chỉ dạy toàn những điều đúng, quý vị hiểu thôi chứ, dễ hiểu thế sao? Vì vậy, bất kỳ ai thốt ra lời gì như Francisco đã nói rằng Chúa Giêsu là một người thất bại, về sự thất bại của thập tự giá thì ông ta chắc chắn không còn nghi ngờ gì, không chút nghi ngờ gì nữa là hiện thân của ác quỷ. Dạ, thưa sư phụ, hoặc nô lệ của ác quỷ. Chúng ta cần nhớ rằng là tín đồ của Chúa Giêsu Kitô và đời Ngài nói theo kiểu con người đã kết thúc trong thất bại, sự thất bại của thập tự giá. Trong mạch máu của Chúa Giêsu có dòng máu ngoại đạo. Tôi sẽ nói với quý vị một điều riêng tư. Trong túi của tôi, tôi luôn mang theo hai thứ. Chuỗi mang còi để cầu nguyện. Và một cái gì đó có vẻ kỳ vậy. Là đây, trong cái này, lịch sử thất bại của Thiên Chúa. Đó là con đường của thập tự giá. Đúng là mất trí, không có IQ, không thông minh, không từ bi, không tình thương, không cảm thông, chỉ hoàn toàn tà ác. Quý vị nghe không? Dạ nghe. Ta nói cho quý vị biết điều này, cũng để nhắc nhở tất cả mọi người tìm kiếm dấu hiệu đó, rồi quý vị biết rằng y là hiện thân của ác quỷ. Tôi biết tất cả điều đó trước khi tôi thấy tất cả thông tin mà quý vị đã tìm được về nhiều lễ trừ tà hoặc những gì mà những người có nhận thông thấy về ông ta. Một giáo phái bí mật của các hồng y đã công khai khoe khoang với sự kiêu ngạo và ngạo mạn của mình. Âm mưu chống lại giáo hội Công giáo. Nhóm này muốn có cải cách mạnh mẽ giáo hội để giáo hội trở nên hiện đại hơn thật nhiều và để hồng y sắp đi giáo y hồ lãnh đạo. Hồng y Daniel, ngày 24 tháng 9 năm 2015. Nhóm Thánh Gala, danh hiệu nghe có vẻ cao quý, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã nói đây là sự thật. Và nhóm đó là Mafia. Khi giáo hoàng Sanson qua đời vào năm 2005, nhóm này đã đẩy giáo hoàng hiện tại Francisco ra phía trước. Vào năm 2013, trong một cách, nhóm này đã thực sự đạt được, đặc biệt qua sự lựa chọn Francisco làm giáo hoàng. Có thể nói rằng qua việc tham gia vào nhóm đó, Hồng Y Daniels đã là một trong những người tiên phong trong việc lựa chọn giáo hoàng Francisco. Giáo luật số 81, các đại cử tri hồng y sẽ không giao ước, thỏa thuận, hứa hoặc có cam kết khác dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể buộc họ bầu hoặc bác bỏ lá phiếu của họ cho một người hoặc nhiều người. Nếu điều này trên thực tế được thực hiện, ngay cả khi đã tuyên thệ, ta ban xác lệnh rằng cam kết như vậy sẽ vô hiệu và không ai bị phạt. Phải tuân theo cam kết đó và do đó tôi áp dụng hình phạt là tự động bị trục xuất khỏi giáo hội. Đây là một giáo hoàng bất hợp pháp. Bất hợp pháp bởi vì ông đã được bổ nhiệm không phải bởi thánh linh mà bởi ban đảng mafia của các hồng y. Cụm từ đó không phải tôi dùng mà nó chính xác được dùng bởi người đứng đầu cuộc âm mưu. Hồng y Daniel là hồng y châu Âu. Người chủ mưu đã nói trong lúc ông ta cười ngắt nghẹo. Một ban đảng mafia của các hồng y. Với sự tự tin và không biết xấu hổ, ông đã thú nhận rằng với các mưu đồ chính trị vốn bị cấm bởi giáo hội, với hình phạt khai trừ khỏi giáo hội, các hồng y đó đã bầu cho Francisco. Vì vậy, nguồn gốc của Francisco là một nguồn gốc bất hợp pháp. Giáo hoàng Francisco là ứng cử viên của nhóm Thánh Galen vận động hành lang với mục tiêu thay đổi lời dạy của giáo hội, nới lỏng kỷ luật,
về luân lý tình dục. Và đây là những gì Giáo hoàng Francisco đang thực hiện. Đã đến lúc mà ngay cả những người dân thường có ít kiến thức về vấn đề giáo lý cũng hiểu rằng chúng ta có một Giáo hoàng không phải Công giáo, tối thiểu theo đúng nghĩa của thuật ngữ này, chống Công giáo, dị giáo. Trong bài thuyết giảng của ông ở Casa Santa Marta, Giáo hoàng Francisco giải thích những gì làm tê liệt tín đồ Thiên Chúa giáo bằng một thí dụ rất sinh động. Không chấp nhận rủi ro. Thôi xin đi, không thận trọng, tuân theo tất cả điều răn. Tất cả điều răn đúng thật vậy. Nhưng đây cũng làm tê liệt quý vị. Tác động của Francisco là để giải thích với chúng ta những gì ông đã làm là mối đe dọa đối với đức tin của chúng tôi và đối với giáo hội, và đó là mối nguy hiểm cho sự cứu rỗi của linh hồn. Nên khi mà Francisco tà ác đó mở cái miệng hôi tanh, cái miệng ăn thịt đồng loại của ông nói những điều như thế, hạ nhục Đức Chúa như vậy, thì quý vị không cần phải tin tôi là ông sẽ mãi mãi ở trong địa ngục. Nghe có hợp lý không? Dạ có, thưa sư phụ, dạ hiểu. Quý vị không cần tin tôi, chỉ cần suy tính là quý vị biết ngay được rồi hả? Dạ, thưa sư phụ. Một người chết trong đau đớn như thế, mà vẫn có kẻ gọi là đại diện của Ngài trên địa cầu, mở miệng đầy máu tanh và dám nói những điều như vậy, không phải một lần mà nhiều hơn một lần, bằng những cách khác nhau để bôi nhọ một người nhân hậu đầy tình thương như Chúa Giêsu. Chưa nói đến Ngài có phải là thánh hay là minh sư khai ngộ hay không, hoặc Ngài có phải là con của Đức Chúa Trời hay không. Quý vị có nghe tôi nói không? Dạ có, thưa sư phụ. Vì vậy, tôi hy vọng rằng tất cả những người Công giáo hiểu được điều này, tự mình xét đoán và đừng theo tên ác quỷ này. Bên trong Francisco không có gì cả ngoài ác quỷ và sự hiện hữu thấp kém. Không chỉ hạ cấp thôi. Bất kỳ ai theo ông ta sẽ xuống địa ngục với ông ta. Đó là điều tôi lo lắng. Đó là lý do tôi cố hết sức nói thẳng thừng và tiếp tục nói với mọi người suốt thời gian này, gần đây. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì tôi lo rằng người ta có thể tin ông ta và rồi bị kết nối với ông. Ý tôi nói về linh thể trong linh hồn và rồi cũng sẽ đọa địa ngục cùng với ông ta luôn. Đó là những gì quỷ Satan muốn để trải rộng sự tối tăm, lan truyền mọi hoạt động tội lỗi và ảnh hưởng những người khác để theo chúng và làm giống vậy. Và cũng để làm nhơ thanh danh của Thiên Chúa giáo, bôi nhọ danh dự của các linh mục, nam nữ tu sĩ đạo đức khác trong Kitô giáo. Dạ, thưa sư phụ, cũng như làm tất cả những hành động tội lỗi này để đốt bùng thêm năng lượng tối đen hơn, thêm tất cả năng lượng tà ác này để hủy diệt thế giới, để có thêm nhiều người tội lỗi hơn giống như chúng, ảnh hưởng họ với tất cả năng lượng đen tối và tội lỗi này, để họ cũng sẽ đọa địa ngục với chúng, sẽ không còn dân số loài người nữa. Chỉ để nhân rộng năng lượng đen tối này, hầu hủy diệt thế giới, tiêu diệt nhân loại. Dạ, thưa sư phụ, đó là những gì chúng đang làm. Thành ra ông ta không lên án những linh mục ấu dâm và tất cả những phương pháp và cách thức phá thai khác, không dùng từ ngữ mạnh nhất. Ông ta chỉ nói vài lần hoặc một lần, hai lần, chỉ vì phải nói thôi, để người ta vẫn nghi ngờ, không biết ông ta có tốt hay không. Vì vậy, ông vẫn chưa dốc toàn lực, có khi thì nói những điều tà ác, và có khi nghe như là những điều thiện. Dạ, giống như một người đạo đức nói. Một mặt nói rằng phá thai là sát nhân, mặt khác thì bắt tay những kẻ giết trẻ em và thai nhi trong bụng mẹ, nắm bàn tay đã ký luật, ký vào bản án tử hình cho tất cả bào thai và em bé trong bụng mẹ. Như vậy là không thật.
Như vậy là giả dối, là tà ác, là đạo đức giả. Dạ, thưa sư phụ, tôi không có từ ngữ nào mạnh hơn để có thể dùng cho loại linh mục và giáo hoàng có tâm địa tà ác và làm việc cho quỷ Satan này, hoặc bất cứ gì mà người ta gọi bọn họ. Tất cả bọn họ đều tà ác, đều làm việc cho ác quỷ để hủy hoại nhân loại, để làm thế giới này đen tối hơn và khủng khiếp hơn, tà ác hơn, bất nhân hơn. Rất khó cho con người thức tỉnh nếu họ đã bị tẩy não từ khi còn nhỏ, là phải nghe lời những người gọi là linh mục và người đại diện của Thiên Chúa Giáo hoặc bất cứ ai. Rất khó cho họ quay đầu lại, tôi hy vọng họ sẽ quay đầu, ít ra vì lợi ích của chính họ, để họ không theo chúng xuống địa ngục hoặc không làm những điều xấu và điều tội lỗi cho chính họ, để họ phải đi tù và đọa địa ngục sau này. Và tôi hy vọng chính phủ sẽ thực sự đưa ra bản án tù nặng nhất có thể cho những linh mục ấu dâm này, bởi vì các linh mục đó cũng là công dân của quốc gia họ, dù các linh mục đó là ai đi nữa. Dạ, nếu họ sống trên thế giới thì họ là công dân của thế giới. Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngay cả Chúa Giêsu đã không làm điều gì sai, thế mà họ đóng đinh Ngài. Vậy sao họ không trừng phạt những linh mục ấu dâm này và giáo hoàng Phanxicô? Dạ, sư phụ, hoàn toàn vô lý. Khi cứ để trẻ em bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp mà không nói gì hết, không làm gì cả. Dạ, trong khi dùng rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian của cải, thử nghiệm DNA đủ thứ, và mất cả mấy chục năm trời để truy tìm một tội phạm đã giết một người hoặc cưỡng hiếp một người, hoặc cưỡng hiếp một đứa trẻ. Dạ, thưa sư phụ, thật vô lý phải không? Dạ, loại chính phủ gì trên thế giới này thế? Bảo quý vị rồi, thành ra tôi lên án tất cả họ. Nếu họ không thay đổi, tất cả họ cũng sẽ đọa địa ngục, bởi vì họ biết điều đúng mà còn làm điều sai. Họ không bảo vệ con cái của họ, công dân của họ. Dạ, thưa sư phụ, họ không làm tốt nhiệm vụ của họ. Bất kỳ ai không làm tốt nhiệm vụ của họ mà được trả tiền đều sẽ đọa địa ngục. Quy luật là như vậy đó. Đó không phải luật của tôi, mà là luật vũ trụ. Không ai có thể thoát được. Dạ, thưa sư phụ, giống như trong một quốc gia. Như mới đây tôi thấy có tin là người Nam Hàn ân xá cho cựu nữ tổng thống Park Geun Hye. Họ nói đó là tham nhũng. Dạ, bà là tổng thống, nhưng đã làm sai nên vẫn đi tù. Dạ đúng, thưa sư phụ. Nhiều tổng thống trên thế giới, hoặc thủ tướng, hoặc bộ trưởng, hoặc một số người quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, cũng đi tù nếu họ làm điều gì đó sai. Nếu bị phát hiện là đã làm điều gì đó sai, vi phạm luật, thì tất cả họ đều đi tù. Vậy thì tại sao mấy linh mục này không bao giờ đi tù? Có lẽ một, hai người bị tù ở vài nơi có pháp quyền minh bạch, có một số thẩm phán tốt, chỉ một, hai người, chỉ hai hoặc vài người, không phải tất cả linh mục ấu dâm đều bị xét xử, buộc tội và đi tù. Hãy nghĩ coi có bao nhiêu trẻ em đã bị họ hại, không phải chỉ một. Dạ, thưa sư phụ, trong cả cuộc đời chúng ta không biết có bao nhiêu trẻ em đã bị các linh mục này làm tan nát đời các em, và không có chính phủ nào làm gì cả. Điều này thật lố bịch, thật ghê tởm. Và tôi sẽ ngạc nhiên nếu bọn họ không đọa địa ngục, nếu những kẻ này và các chính phủ không mang lại công lý hoặc không bảo vệ trẻ em bé bỏng hoặc người lớn, tất cả bọn họ sẽ đọa địa ngục. Tôi thề với quý vị, tôi nói sự thật. Nếu không, chính tôi sẽ đi địa ngục. Quý vị nghe tôi nói không? Dạ nghe, thưa sư phụ. Tất cả những linh mục ấu dâm này và bất cứ ai như thế đều sẽ đọa địa ngục và bị trừng phạt, cho dù thờ phượng quỷ Satan họ cũng sẽ bị trừng phạt, bởi vì trong địa ngục cũng có một quy luật như vậy. Bất cứ ai làm hại người vô tội sẽ đọa địa ngục. Dạ, thưa sư phụ, những linh mục tà ác này cũng làm hại những người vô tội nên họ sẽ đọa địa ngục. Theo như quy luật địa ngục, đó là cách địa ngục kéo người ta xuống dưới đó, bởi vì họ làm hại những người vô tội. Họ giết người khác, mấy linh mục này cũng làm giống vậy, nên họ cũng thuộc thành phần vi phạm luật địa ngục, vi phạm luật lệ. Đó là mục đích địa ngục được tạo ra. Dạ, thưa sư phụ, nên mặc dù họ nghĩ họ làm công việc của ma quỷ, thì họ sẽ được tự do. Không đâu, họ sẽ bị nhốt trong địa ngục, bị thiêu đốt ở đó mãi mãi, và quyền lực của họ sẽ bị tước hết, và có thể sự hiện hữu của họ cũng sẽ bị xóa bỏ. Họ sẽ không bao giờ hiện hữu nữa, tối thiểu là họ bị đọa địa ngục và nhận hình phạt. Và tất cả các chính phủ mà đã làm ngơ trước mọi đau khổ này của người dân, dưới sự chăm sóc của họ, bất kể già trẻ, các chính phủ đó sẽ đọa địa ngục.
Ôi Thượng Đế ơi, thấy chưa? Hôm nay tôi không mừng Giáng sinh. Tôi chỉ có một mình và vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Nhưng tất cả quý vị hãy vui hưởng và nhớ đến Đức Chúa. Dạ, thưa Sư Phụ, cảm ơn Ngài, cảm ơn Thượng Đế. Xin chúc lành Ngài, bất cứ nỗ lực nào của Ngài để giúp nhân loại, mong Ngài thành công. Cầu mong Đức Chúa thành công, bởi vì Ngài vẫn tiếp tục giúp nhân loại. Dạ, hiểu, thưa Sư Phụ. Họ cứ tiếp tục khước từ Ngài hoặc cự tuyệt Ngài, hoặc thậm chí phỉ báng Ngài như thế. Quý vị đã thấy tất cả trên bản tin tới hàng ngàn năm, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi một tín đồ Thiên Chúa. Ngay cả tín đồ Công giáo La Mã cũng là tín đồ Thiên Chúa. Dạ, Sư Phụ, trong giáo hội của họ có treo cây thánh giá của Chúa Giêsu, Ngài và Maria và Hài Nhi ở đó. Dạ, Sư Phụ, tất cả đều là Thiên Chúa giáo, người truyền bá phúc âm hoặc Công giáo hoặc Tin Lành, đều là Thiên Chúa giáo, đều thờ phượng Chúa Giêsu và Thượng Đế. Dạ, Sư Phụ, nên dù cả triệu năm hoặc hàng ngàn triệu năm, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi một linh mục ở cấp bậc lại dám nói những điều như vậy về Chúa Giêsu, thậm chí nói rằng trong máu của Chúa Giêsu là máu ngoại đạo. Làm sao ông Francisco biết chứ? Ông có xét nghiệm máu của Chúa Giêsu không? Hồi đó ông ta không có đó, làm sao ông ta biết Chúa Giêsu từ đâu đến? Tuy nhiên, bất cứ ai chưa biết Thượng Đế trực tiếp, họ đều là người ngoại đạo. Trước khi biết Thượng Đế, tất cả chúng ta đều là người ngoại đạo, hiểu không? Dạ, hiểu, vì chúng ta thờ phượng gì đó mà chúng ta thậm chí không biết. Làm sao có thể thương người nào đó khi mình chưa bao giờ thấy họ? Dạ, hoặc không có liên hệ gì với nhau. Nên cả thế giới đều là ngoại đạo. Nếu họ không trực tiếp biết Thượng Đế, không câu thông với Thượng Đế mỗi ngày, thì tất cả họ đều là ngoại đạo. Dạ, thưa Sư Phụ, ngay cả các thánh nhân xuống thế giới này, trước khi biết Thượng Đế họ cũng là ngoại đạo. Dạ, thưa Sư Phụ, ngoại đạo là như thế đó, bởi vì quý vị không biết Thượng Đế. Thành ra họ nói, mọi thánh nhân đều có quá khứ, mọi tội nhân đều có tương lai. Dạ, thưa Sư Phụ, nền tương lai là những điều chúng ta đang mong đợi. Tôi hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ biết Thượng Đế, tin Thượng Đế, tin vào cộng sự chân chính và các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của thế giới loài người. Và hơn thế nữa, nếu họ muốn được khai ngộ và về nhà mãi mãi, thì họ nên đạt khai ngộ chân chính, sự khai ngộ, khai sáng. Nghĩa là quý vị thấy ánh sáng thiên đàng nội tại hoặc chỉ thỉnh thoảng thấy cũng tốt hơn là không bao giờ thấy. Nhưng nếu biết cách tìm ở đâu, thì quý vị sẽ thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Nên đó được gọi là sự khai sáng, sáng bên trong. Dạ, thưa Sư Phụ, tất cả mình sư phải dạy quý vị sự sáng bên trong. Phải khai sáng quý vị, bằng không họ không phải chân sư. Dạ, thưa Sư Phụ, vào lúc tâm ấn, ít nhất quý vị phải thấy gì đó thuộc ánh sáng thiên đàng nội tại, nếu không thì chính vị thầy đó chưa khai ngộ. Nhưng sau đó, nếu quý vị quên, không thiền tốt, ngủ trong thiền định, thì không phải lỗi của vị minh sư. Ngài đã khai sáng quý vị rồi, hiểu chứ? Gia hiếu, thưa Sư Phụ. Cho nên đó là tiêu chí cho một vị minh sư khai ngộ. Dạ, thưa Sư Phụ, phải cho quý vị thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, phải đánh thức âm thanh thiên đàng nội tại, kết nối quý vị với âm thanh thiên đàng nội tại, ngôi lời của Thượng Đế bên trong, để quý vị được kết nối với lực lượng của Thượng Đế. Quý vị ở trong mạng lưới đại đồng, huynh đệ với những chúng sinh khai ngộ. Bằng không, bất kể người đó nói bao nhiêu trăm năm, cũng chỉ là người thầy bình thường. Dạ, thưa Sư Phụ, chỉ lặp lại lời nói của người khác, hoặc có thể họ có chút biện tài, nhưng đó không phải là khai ngộ. Nhiều chính trị gia, tất cả họ đều có biện tài, thành ra họ có thể thắng phiếu bầu. Họ biết cách nói, họ biết cách hứa hẹn, nhưng họ giữ lời hứa hay không lại là chuyện khác. Tất cả họ đều đi ra ngoài hứa hẹn rất nhiều, để người dân bỏ phiếu cho họ và họ nói rất giỏi. Dạ, thưa Sư Phụ, khiến người dân tin họ, rồi bỏ phiếu cho họ, và vậy là xong. Sau này họ muốn làm gì thì làm, hầu như không giữ lời hứa, ngoại trừ Tổng thống Trump. Ông giữ tất cả lời hứa, nhưng chính ông phải trả giá. Thế giới mù quáng, nhưng thôi kệ. Chúng ta làm được gì thì làm thôi. Chỉ những người có mắt mới có thể thấy được. Chúng ta không thể bắt người mù phải thấy. Dạ, thưa Sư Phụ, chúng ta không thể bắt người điếc phải nghe. Đó là điểm chính.
Được rồi, cưng. Tôi xin lỗi đã nói về quá nhiều chuyện buồn. Nhưng nó cứ tuôn ra bất cứ gì tôi có bên trong. Dạ, thưa sư phụ, tôi làm việc với điều đó suốt ngày và mỗi đêm mỗi ngày. Vậy làm sao tôi có thể nói điều gì khác? Đúng vậy, thưa sư phụ, dạ. Nó ở trong máu tôi, trong người tôi, trong giấc mơ, giấc ngủ của tôi. Trong thiền định của tôi, mọi lúc. Tôi không quên. Tôi không quên nỗi đau khổ của tất cả chúng sinh trên địa cầu này. Tôi không thể. Và vào thời gian Giáng sinh, tôi luôn được nhắc nhở. Đức Chúa đã phải chịu khổ như thế nào cho thế giới vô minh và không xứng đáng này. Đã nhiều thế kỷ trôi qua rồi mà họ vẫn không hiểu gì về Đức Chúa đã hy sinh như thế nào. Một tình thương vĩ đại nhất mà họ từng biết đến. Ngay cả cha mẹ và anh chị em ruột cũng sẽ không bao giờ hy sinh cho nhau như thế. Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Không hy sinh tính mạng mình cho ai khác, thậm chí cho những người trong gia đình. Dạ, thưa sư phụ. Được rồi, thành ra tôi không thể luôn luôn cảm thấy vui vào dịp Giáng sinh hay năm mới. Nhưng khi gặp đại chúng, tất nhiên tôi ăn mừng với họ, chỉ để làm mọi người vui vẻ. Trong một dịp như vậy, tôi không có quyền làm cho mọi người buồn. Cả năm dài họ làm việc vất vả và Giáng sinh là dịp vui của họ, nên tôi không bao giờ làm cho buồn rầu. Rất tiếc là hôm nay tôi như vậy, nhưng gần đây có quá nhiều chuyện không vui xảy ra. Dạ hiểu, dạ sư phụ, chúng con hiểu. Không phải nhiều chuyện không vui bình thường của thế giới, mà là có nhiều điều khác đau buồn hơn. Dạ thấy sư phụ. Ban đầu trong đầu tôi còn lóe lên ý nghĩ muốn bảo quý vị, thôi đừng mừng Giáng sinh, nhưng tôi nghĩ như thế không công bằng. Không công bằng như thế tôi không tốt, vậy hãy vui hưởng. Dạ, thưa sư phụ, dạ, cảm ơn sư phụ. Hãy quên công việc một lúc nha. Quên đi những lo lắng muộn phiền, quên đi những suy nghĩ hoặc gì đó. Cứ nghĩ lạc quan và vui hưởng giây phút quý vị có thể hưởng. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng có giây phút như thế này. Quý vị không có, dạ, thưa sư phụ, và nhiều người không có. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất và xin Thượng Đế ban phước cho quý vị nhiều hơn nữa. Cảm ơn sư phụ, xin Thượng Đế phù hộ sư phụ. Kính chúc sư phụ bình an. Cảm ơn quý vị, tôi cũng cần được vậy. Tôi xin được vậy. Để tôi có thể mạnh mẽ hơn. Có khả năng hơn. Để giúp càng nhiều càng tốt. Thương, thương. Chúc phúc. Chúng con thương sư phụ, xin Thượng Đế phù hộ sư phụ. Chúc phúc lành. Chúc quý vị được đấng tối cao yêu thương. Xin cảm ơn sư phụ, bao gồm tất cả thiên đàng và tất cả trong thế giới loài người và tất cả vương quốc động vật. Rồi, bây giờ chào nhé. Hãy vui hưởng. Xin tạm biệt sư phụ. Xin tạm biệt sư phụ. Thương quý vị. Chúng con thương sư phụ, kính chúc sư phụ hoàn thành sứ mệnh. Lời chúc này cũng là cho mọi người, những người làm việc từ xa và cho tất cả đệ tử. Dạ, thưa sư phụ. Dù sao, chỉ có đệ tử là nghe tôi nói thôi, không biết người ngoài kia. Thậm chí có hiểu tôi là ai không, hoặc biết được tôi làm gì không, nhưng không quan trọng, tôi vẫn làm việc cho họ đệ tử hoặc không đệ tử. Vậy nhé, cưng. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn sư phụ rất nhiều, xin cảm ơn sư phụ. Cũng vậy với quý vị ha. Chào, chào. Cảm ơn Ngài về các món quà yêu thương. À, có gì đâu, thương, thương. Này, chào, chúc Giáng sinh vui vẻ. Kính chào sư phụ, chúc Ngài Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn sư phụ và chúc mừng năm mới. Lỡ như lúc đó không nói chuyện được, bởi vì đôi khi điện thoại không hoạt động. Quý vị thấy đó, thành ra tôi thường gọi các cậu trai. Dạ, ý tôi nói mấy người nam. Dạ đúng, họ có tóc bạc rồi mà tôi vẫn còn gọi họ là các cậu trai. Bởi vì đối với tôi, quý vị vẫn là con cái. Dạ phải, con cái của tôi. Mấy đứa con to lớn trưởng thành tóc bạc của tôi. Tôi thường gọi họ bởi vì họ là cậu trai, là đàn ông. Dạ, thưa sư phụ. Không biết tại sao tôi lại thích gọi họ là mấy cậu trai. Như vậy, nếu họ có làm điều gì không đúng, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho họ hơn là nếu họ là đàn ông. Mấy cậu trai còn trẻ, có thể mắc sai lầm. Dạ, đúng. Dạ, đúng. Quý vị cũng vậy. Thành ra tôi gọi điện mấy cậu trai bởi vì họ luôn luôn sẵn sàng. Dạ, phải. Luôn háo hức, luôn sẵn sàng. Và nhiều người họ biết kỹ thuật cao, họ có thể sửa đồ dễ dàng. Dạ, phải. Phụ nữ chúng ta không có kỹ thuật cao lắm. Dạ, đúng. Nhất là tôi, sư phụ của quý vị, kỹ thuật kém cỏi, đẳng cấp cao, kỹ thuật thấp.
À, đúng vậy, cũng không thuận tiện cho tôi để gọi mọi người mọi nơi. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Chúng ta kết nối bên trong với linh hồn. Dạ đúng, thưa sư phụ. Nên không khác nhau, nếu tôi nói chuyện với một nhóm thì cũng giống như tôi nói chuyện với mọi nhóm. Dạ đúng, thưa sư phụ. Mặc dù dĩ nhiên họ cũng thích tôi nói chuyện với họ, nhưng ngày nay chúng ta phải tiết kiệm mọi thứ. Dạ, thưa sư phụ. Vì thời gian của tôi. Dạ đúng. Thấy không, tôi chỉ có chút thời giờ thì tôi gọi quý vị, nhưng sau đó có thể công việc cứ chồng chất thì tôi không thể. Dạ, thưa sư phụ. Cho dù có cố gắng thì ít nhiều gì cũng không được tự nhiên nữa. Dạ đúng, thưa sư phụ. Ờ, mà chúng ta tản ra ở nhiều nơi khác nhau, vậy cũng ổn, giống như gia đình. Khi con cái lớn lên, họ đi những nơi khác nhau, làm việc ở những nơi khác nhau, phải không? Dạ, phải. Họ không bám vào cha mẹ hoài, phải không? Dạ, đúng, dạ đúng. Ờ, đúng vậy, chỉ một số. Còn trẻ và yếu đuối nhiều quý vị phải ở chung với nhau cùng một nơi. Không, không phải vậy. Quý vị tốt, làm việc giỏi, quý vị tốt, quý vị giỏi, ta hãnh diện về quý vị. Cảm ơn sư phụ. Ta nói với các cậu trai hôm qua, vì vậy tôi nghĩ tôi gọi họ để chào. Nhưng nếu tôi không thể, thứ lỗi cho tôi ha. Dạ, thưa sư phụ. Dạ, không sao sư phụ, chúng con hiểu. Thật ra khi bế quan thì không nên nói chuyện với bất cứ ai. Dạ, phải, tôi không nên. Dạ, đúng, dạ. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không thể từ bỏ cả thế giới như vậy được. Ồ, mặc dù tôi đang bế quan, đó cũng là cho thế giới. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng truyền hình vô thượng sư cũng là cho thế giới. Và đa số người ta chỉ hiểu ngôn ngữ thế gian. Dạ đúng, dạ đúng. Nên tôi vẫn cần phải làm việc cho thế giới với quý vị. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã gọi điện thoại. À, không có chi. Và cảm ơn Thượng Đế. Dạ, cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn Thượng Đế và chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Dạ, vì sự hy sinh vinh quang của Ngài. Mặc dù rất buồn, rất đáng buồn, nhưng nhiều minh sư cũng chịu khổ một cách khác nhau. Dạ, không bao giờ tốt cả. Không bao giờ dễ dàng cho bất kỳ minh sư nào làm việc ở thế giới này. Nhưng trường hợp của Chúa Giêsu, dù sao người ta đã ghi chép lại và rồi ít ra, con người vẫn còn tôn vinh Ngài. Ít ra là vậy. Dạ phải, thưa sư phụ, chứ nhiều minh sư cũng chết trong âm thầm. Ồ, trong tối tăm, trong u ám. Và cũng khủng khiếp nữa. Ồ, cha ơi. Không được cho thấy rõ ràng như cách Chúa Giêsu đã chết. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Không phải Chúa Giêsu muốn chết cách đó, chỉ là Ngài phải hy sinh. Và vì điều đó, thế giới vẫn mừng ngày sinh của Ngài mỗi năm. Dạ. Đó là điều tối thiểu họ có thể làm. Dạ đúng. Nhưng tốt nhất là họ tuân theo giáo lý của Ngài. Dạ đúng, sư phụ. Sẽ tốt hơn nếu họ tuân theo giáo lý của Ngài và các điều răn của Đức Chúa Trời. Dạ, thưa sư phụ. Và tốt nhất họ đã khai ngộ. Dạ, theo cách mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đồ của Ngài. Khai ngộ. Chúng ta chỉ cần có thế, chứ không cần nghi lễ bề ngoài và thờ phượng, tôn kính và mừng lễ kỷ niệm. Dạ, sư phụ. Thật đáng buồn. Thế giới chúng ta vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn đó. Có thể họ sẽ đạt tới. Tôi không muốn mất hy vọng, nhưng có điều cảm thấy như họ bị tẩy não quá nhiều, bị đầu độc quá nhiều. Đời đời kiếp kiếp mà họ không thể nhớ được điều gì tốt nhất cho họ. Dạ. Cho nên các vị minh sư khác nhau phải đến rồi đi và tiếp tục nhẫn nại dạy dỗ loài người. Một ngày nào đó, có lẽ mọi người sẽ thức tỉnh. Dạ, chúng con cầu nguyện và hy vọng chúng con cầu nguyện cho ngày đó sớm đến. Có thể không nhanh vậy, nhưng chắc một ngày nào đó sẽ đến thôi. Dạ, thưa sư phụ. Dạ, hy vọng chúng con cũng có thời gian để thức tỉnh nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu và tất cả các vị thánh hiền đã hy sinh đời sống quý báu của các ngài để giúp loài người tiến hóa. Tất cả chúng sinh đều tiến hóa, không chỉ loài người, mà muôn loài chúng sinh trên địa cầu này. Dạ, mặc dù một số chúng sinh có vẻ như không có tri giác, nhưng tất cả họ đều có. Dạ, đúng. Như cây và đá đều có khả năng cảm giác, chỉ là tiềm tàng hơn, chứ không như trong người thân động vật hoặc trong con người. Chúng ta phải cầu nguyện để họ sẽ tiến hóa xa hơn và xa hơn nữa tới khi họ hoàn toàn giải thoát. Dạ, thưa sư phụ. Giải thoát khỏi xiềng xích của cảnh giới vật chất. Dạ, phải. Hoặc cho dù họ còn ở trong cảnh giới vật chất, thì họ cũng được thức tỉnh và nhớ lại nguồn gốc của họ và đi về nhà sau này. Dạ, thưa sư phụ.
thôi. Mình trở lại lối sống thực tế ha. Ăn bánh ngọt, bánh nướng có ngon không? Dạ, ngon lắm thưa sư phụ. Mọi thứ ngon lắm ạ. Cảm ơn sư phụ thật nhiều. Dạ, ngon ạ. Mọi thứ thật tuyệt và ngon. Xin cảm ơn sư phụ. Ngon lắm ạ. Lại tuyệt vời nữa hả? Dạ, tuyệt vời, tuyệt vời. Được rồi, chỉ là chút gì đó để chúng ta nhớ đến Chúa Kitô. Dạ. Và cũng để biết ơn sự hy sinh của Ngài và của nhiều vị minh sư khác mà chúng ta không có cơ hội để kỷ niệm sự vĩ đại của các Ngài, sinh nhật quý báu của các Ngài. Thứ nhất, chúng ta không có đủ thời giờ. Dạ. Thứ nhì, chúng ta không biết chính xác về tất cả các Ngài, ngày sinh và cuộc đời của các Ngài và sự hy sinh của các Ngài hầu như rất khó nhận biết. Bởi vì các vị minh sư vốn là vậy, hầu hết các Ngài không nói về điều đó. Dạ phải, hầu hết từ xưa cho đến nay. Đa số minh sư âm thầm đến thế giới chúng ta và cũng âm thầm ra đi. Dạ hiểu. Chỉ có trường hợp của Đức Phật, Đức Chúa Giêsu và Đạo sư Nanak, Đức Mahavira, Đức Baha'u'llah, Đức Tiên tri Mohammed bình an ở cùng Ngài, v.v. Bằng cách nào đó, chúng ta được biết về các Ngài. Dạ, dạ đúng. Nhưng vô số minh sư khác, hoặc các Ngài có một nhóm lớn đệ tử, hoặc một nhóm trung bình, hoặc một nhóm nhỏ đệ tử, hoặc thậm chí không có đệ tử nào, tất cả các Ngài đều đóng góp cho lịch sử tiến hóa của nhân loại. Dạ phải, thưa sư phụ, cho sự thăng hoa linh hồn con người. Thành ra ngày nay, chúng ta mới có cuộc sống thoải mái, dạ, hơn là thời xưa. Dù vậy, con người vẫn không biết cảm kích và không sống theo giáo lý của các Ngài. Do đó, họ tự chuốc lấy quá nhiều thảm họa, quá nhiều bất hạnh, quá nhiều đau khổ, đau đớn và buồn phiền. Dạ đúng, không chỉ đại dịch này, mà kể từ bao giờ chúng ta không thể nhớ khi nào, luôn có chiến tranh và đại dịch. Dịch bệnh, chết chóc, đau khổ. Dù không có đại dịch, mỗi năm, mũi cũng giết hàng triệu người, thuốc lá giết hàng triệu người, dạ. Rượu giết hàng triệu người. Dạ đúng, thưa sư phụ, không chỉ chết vì lái xe khi say rượu hoặc say rượu rồi bị té ngã chết, hoặc ẩu đả và chết, mà còn chết vì những căn bệnh liên quan đến rượu. Dạ, dạ phải. Vô số. Chúng ta thậm chí không thể ghi chép con số chính xác. Dạ. Và ma túy và ôi trời ơi. Đủ mọi thứ. Dạ đúng. Dù sao chúng ta không thể nào đếm đủ nỗi đau buồn của con người. Đức Phật nói rằng nếu có thể đo được thì nước mắt của con người có thể lấp đầy tất cả đại dương trên thế giới này. Có lẽ đó là lý do chúng ta có biển. Thành ra nước biển có vị mặn, có lẽ vậy. Dạ phải, biết đâu được. Có thể đó là sự tích tụ của nước mắt con người. Thật buồn, thật đáng buồn. Bởi vì địa cầu thật xinh đẹp và phong phú. Dạ đúng vậy ạ. Nếu mọi người chỉ lấy đủ dùng và nghĩ đến người khác và tử tế có tình thương, dạ phải, giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta có thể và sẽ sống trên địa cầu này, trong một địa đàng. Dạ phải, dạ thưa sư phụ, bởi vì chúng ta có quá nhiều thứ tuyệt vời như vậy. Dạ, rất nhiều loại trái cây, rau củ và ngũ cốc, tất cả đều bổ dưỡng. Dạ phải, tất cả đều đẹp, ngon và tuyệt vời. Chúng ta có đủ đất, đủ nắng, đủ mưa, đủ nhân lực, đủ mọi thứ để tạo nơi đây thành địa đàng. Dạ, dạ đúng, mọi người sẽ có đủ. Và có rất nhiều để dành nữa. Và người thân động vật không phải chịu khổ. Dạ không, chút nào. Con người và người thân động vật có thể sống với nhau trong hòa hợp, hoàn mỹ. Và tất cả con người và người thân động vật sẽ được hưởng sự sung túc, phước lành và hạnh phúc. Dạ đúng thưa sư phụ. Và không có minh sư nào phải hy sinh bao giờ nữa, cho dù các ngài phải xuống đây nhắc nhở con người hoặc giúp họ mở lại sự kết nối của chính họ
với mọi thiên đàng, các ngài sẽ mãi mãi không phải đau khổ như Chúa Giêsu, dạ, hoặc Đức Phật, hoặc Đức Tiên Tri Mohammed bình an ở cùng ngài, hoặc vô số minh sư khác. Bởi vì chúng ta có đủ, chúng ta có dư mọi thứ để duy trì đời sống vật chất của mình và sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn và dư dả. Dạ, thưa Sư Phụ, dù không khai ngộ, dù phải trở lại làm người hết lần này sang lần khác, chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc, khỏe mạnh, thịnh vượng và dư dả trong tình thương và phước lành từ Thượng Đế. Dạ, dạ đúng, bởi vì Thượng Đế muốn con cái của Ngài sống hạnh phúc và mãn nguyện về mọi mặt. Dạ phải, chính con người là thủ phạm phá hủy địa cầu, phá hủy hạnh phúc của họ. Dạ phải, khiến cho sự khai ngộ trở thành xa vời, rất xa vời đối với họ, bởi vì họ không hiểu được. Khi bất kỳ minh sư nào bảo họ, quý vị có thể khai ngộ ngay bây giờ và cuộc đời quý vị có thể tốt đẹp hơn. Dạ đúng vậy, dạ phải. Họ sẽ không hiểu, họ sẽ không muốn lắng nghe. Họ muốn sống đời sống điên rồ. Đời sống điên rồ, tai làm, hàm nhai và thậm chí không biết khi nào thảm họa ập đến. Hoặc đại dịch sẽ hủy diệt họ. Ồ. Các quan chức y tế khắp thế giới thật sự lo ngại những tình huống như thế này. Bây giờ có thể đang xảy ra thường xuyên và ở khắp mọi nơi. Biến thể Omicron đã bắt đầu ảnh hưởng khắp Hoa Kỳ và trên toàn cầu rồi, khiến Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo mạnh mẽ này. Omicron đang lan truyền với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào trước đây. WHO cảnh báo rằng cho dù biến thể này nhẹ hơn Delta hoặc các chủng khác trước đó, thì số lượng ca nhiễm vẫn có thể áp đảo hệ thống y tế. Biến chủng Omicron này không phải như những gì mình thấy. Ồ, không như vẻ bên ngoài đâu. Chào ơi, tôi thực sự ước rằng Omicron chỉ là như thế thôi. Nhưng không phải. Ồ, tôi không thể nói nhiều hơn. Tôi không thể nói chi tiết. Nhưng nó không phải như vậy. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Ồ, nó sẽ tiêu diệt con người. Ôi trời, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Chúa ơi. Tôi đang làm việc cật lực mà vẫn không thể bắt kịp. Ôi chào. Lời chúc Giáng sinh của tôi cho quý vị đáng buồn thay. Xin lỗi, tâm tôi chỉ đầy những nỗi buồn và đau khổ. Ồ, ban đầu tôi định nói với quý vị rằng tôi sẽ cho quý vị thêm vài phút để làm đẹp cho mình, như là thay quần áo đẹp hơn, hay bất cứ gì cho Giáng sinh, nhưng rồi tôi không gọi quý vị được vì vấn đề điện thoại. Tôi gọi lại và nó không hoạt động, sau một lát nó hoạt động. Tôi cứ cố gắng, rồi cuối cùng nó hoạt động. Dạ, con hiểu, thưa Sư Phụ. Nơi tôi ở, có lúc mạng Internet không chạy, có lúc điện thoại không gọi được. Ồ, nên chúng ta may mắn, mỗi khi tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai trong quý vị. Dạ, hiểu, Sư Phụ, và có thể tiếp tục làm công việc của tôi với quý vị. Nếu không thể làm xong đúng giờ, ý tôi nói là sớm hơn, thì tôi phải làm việc cả đêm, thế thôi, nhưng không tệ lắm. Dạ, thưa Sư Phụ. Làm được, có thể làm được. Tôi không thể gọi người đến và cứ sửa chữa hoài, bởi vì tôi đang bế quan. Tôi không muốn có người bên cạnh. Dạ phải, nhất là đàn ông. Vì đàn ông mới có thể sửa được, không phải phụ nữ. Dạ đúng, đa số kỹ thuật viên hoặc thợ điện họ là đàn ông. Dạ phải. Trước kia tôi huấn luyện, tôi để một số phụ nữ học, một số nữ xuất gia cũng học làm thợ điện, kỹ thuật viên. Nhưng họ chỉ là thợ nghiệp dư thôi, không thể làm được nhiều. Và rồi dù sao thì họ cũng không ở nơi tôi đang ở. Nên thôi kệ, đôi lúc tôi ráng mò mẫm, sửa điện thoại hoặc bất cứ gì và kiểm tra dây cáp và nó còn hoạt động nên không sao. Vì vậy, bất cứ khi nào có thời gian, chúng ta phải nói ngay. Nếu không thì gia hiếu thì sẽ phục. Thành ra, tôi không thoa phấn chống bóng hoặc bất cứ gì nữa. Nhưng chỉ nghe tiếng nói của Sư Phụ cũng tuyệt vời rồi ạ. Như vậy là đủ tốt rồi. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn quý vị tử tế như vậy tốt. Miễn là quý vị vui như vậy thì tốt rồi. Dạ, chúng con rất vui, thưa Sư Phụ. Chúng ta không thể luôn luôn có mọi thứ. Dạ, thưa Sư Phụ. Công việc của tôi nặng trĩu, nghiệp chướng của thế giới. Dạ, hiểu. Vì vậy, bất cứ gì được ban cho tôi, bất cứ gì được phép có, bất cứ gì xảy đến, tôi chấp nhận tất cả. Dạ, thưa Sư Phụ. Đó là hoàn cảnh hiện tại lúc này.
Trước đây tôi có nhiều người và chúng tôi sống gần nhau và họ luôn luôn có thể sửa chữa nhanh chóng. Bây giờ thì không, nhất là tôi đang bế quan, tôi phải bảo tồn lực lượng của mình. Dạ hiểu thưa sư phụ, để giúp thế giới xa đọa này càng nhiều càng tốt. Dạ. Cho dù tôi có 10.000 cánh tay, như quán Âm Bồ Tát về mặt hữu hình, tôi cũng không làm nhiều hơn được. Ồ, nhưng đây chỉ là nói thôi. Quán Âm Bồ Tát không có 10.000 cánh tay hữu hình, gia phái hoặc 1.000 cánh tay. Về mặt hữu hình thì không thể. Dạ đúng, dạ. Tất cả tai mọc ở đâu đây? Tưởng tượng tôi quá nhỏ người, quá nhỏ, gia phái. Nếu tôi đi ra ngoài công chúng mà không ăn giày cao gót, tôi nghĩ quý vị không tìm thấy tôi. Quý vị không thấy được tôi nữa. Sư phụ ở đâu? Nghe tiếng Ngài nói nhưng Ngài ở đâu? Nên những vũ khí tâm linh này như giày cao gót cũng có ích. Nó giúp quý vị thấy tôi. Dạ, rất hữu ích. Rất hữu ích và quần áo nhiều màu để quý vị có thể dễ dàng phát hiện ra tôi. Dạ, phải. Nếu tôi mặc áo xám và nâu, màu nâu đất, thì có lẽ tôi sẽ hòa lẫn vào sàn xi măng hoặc bất cứ gì đó, hoặc hòa vào gỗ rồi quý vị sẽ không thấy tôi gì hết. Được rồi, tôi thích mấy bộ áo đó, đơn giản và không màu. Dạ. Tôi thậm chí không thích màu trắng, quá sáng. Dạ. Tôi chỉ thích màu sáng. Hoặc màu nâu đất nhẹ, hoặc nâu sậm, đại khái vậy. Dạ, tôi cũng không thích màu đen. Không gì thái quá. Dạ, phải, tôi thích những màu rất nhã. Và tông màu rất nhẹ. Dạ, mình gần như hòa vào với cây cối xung quanh. Dạ, tôi thích vậy. Cảm thấy thư giãn hơn cho tôi. Dạ, hiểu, dạ, thưa sư phụ. Và bởi vì tôi phải tự giặt quần áo nên dù có vết hoen chút thì cũng không dễ thấy lắm. Dạ, rất tiện. Dạ, nhưng dù sao ai để ý đâu. Không ai nhìn tôi cả. Có lẽ một số người thân sóc hoặc người thân chồn thôi. Nghe quý vị cười một chút cũng vui. Vì thế giới thật là khổ não. Dạ, thế sư phụ. Quá bất hạnh. Họ thậm chí không cho tôi biết khi nào đại dịch này sẽ kết thúc. Ồ, cho dù nó sẽ kết thúc, chúng ta cũng không biết. Ôi chào. Hoặc cũng chẳng giúp được gì. Con hiểu, thế sư phụ. Bởi vì Omicron, các triệu chứng bên ngoài, trong hầu hết các ca chỉ như bệnh cúm thông thường. Ồ, đúng vậy đó. Vì vậy, nhiều người bị nhiễm. Các bác sĩ hoặc khoa học gia đã nghiên cứu và nói nhiều người bị nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng nào. Rất nhiều bệnh nhân không có triệu chứng. Nên họ thậm chí có thể lây lan khắp nơi nhiều hơn nữa. Ôi không, ôi chào, nó đã lây lan rất nhanh rồi, nhanh hơn biến thể Delta. Mà Delta đã đáng sợ rồi. Biến thể này còn lây lan xa hơn, nhanh hơn nữa. Chỉ là con người chưa thấy sự nguy hiểm của nó. Dạ hiểu, ôi chào, thật là nguy hiểm. Quý vị có thể chiến đấu với kẻ thù khi họ ở trước mặt quý vị, nhưng nếu họ bị che khuất hoặc ẩn nấp nơi quý vị không thấy, thì khó khăn hơn. Dạ, đúng vậy. Thôi vậy, tôi không được phép nói thêm. Dạ, hiểu. Sao cũng được, tôi đã cố gắng hết sức, vẫn đang nỗ lực hết sức, nhưng nếu không đạt kết quả như cách tôi muốn, thì như Chúa Giêsu nói, hãy để người chết cho người chết. Vì nếu chúng ta không biết Thượng Đế, nếu không được câu thông với lực lượng Thượng Đế nguyên thủy, thì chúng ta đã chết. Dạ đúng, đúng à. Chỉ thân thể vật chất còn đó mà thôi. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Vậy ít nhất quý vị được câu thông. Và chúc mừng, hãy vui lên. Xin cảm ơn sư phụ. Quý vị và tất cả anh chị em đồng tu của quý vị, ngoại trừ một số người, đi vào chỉ cho vui hoặc để thử, hoặc chỉ vì hiếu kỳ. Dạ hiểu. Và rồi vì điều đó họ không được gì cả. Dạ, con hiểu. Và rồi họ đi ra ngoài phỉ báng sư phụ và nói sư phụ không linh nghiệm này kia. Dạ hiểu. Bởi vì họ đi vào không phải với ý định lắng nghe và làm những gì chúng ta hướng dẫn họ để họ có thể được câu thông.
Dạ đúng thưa sư phụ. Nếu chúng ta cho quý vị nút cấm, như nút cấm điện thoại, nhưng quý vị cầm điện thoại và cầm nút cấm tách rời nhau mà không cắm vào ổ điện, thì nó sẽ không hoạt động. Dạ chính xác, dạ đúng. Mặc dù trong nhau quý vị có công cụ giống nhau, quý vị ở trong cùng căn phòng, nhưng mọi người khác cắm vào, còn quý vị thì không. Dạ phải, thì quý vị vẫn ở điểm khởi đầu. Dạ thưa sư phụ. Và rồi đẳng cấp thấp, và rồi dĩ nhiên đầu óc không tốt, tâm không tốt, rồi ma vương có thể dùng họ để tấn công những người tốt và còn tấn công minh sư nữa. Dạ hiểu. Thành ra Chúa Giêsu mới phải chết bởi vì mấy điều này. Dạ, bởi vì Giuđa chẳng hạn vậy. Dạ sư phụ, đẳng cấp thấp, cố tình gây thương tổn Chúa Giêsu hoặc chỉ vì quá ngu. Con hiểu. Quá ngây thơ và tu hành chưa đủ để hiểu rằng những binh sĩ La Mã này chỉ muốn tìm ra Chúa Giêsu là ai và Ngài ở đâu để giết Ngài. Dạ hiểu thưa sư phụ. Không có Giuđa, Chúa Giêsu đã không phải chết. Ồ. Và rồi một số người giống như tôi đã nói với các cậu trai hôm qua, như Francisco ở tòa thánh Vatican, thậm chí còn chỉ trích Chúa Giêsu như Ngài là một người thất bại. Thất bại trên thập tự giá này kia, đây là lời nói độc ác. Dạ đúng. Phỉ báng Chúa Giêsu là người thất bại như thế, là hoàn toàn quá sức ngu ngốc và quá sức vô minh về tâm linh. Giống như một bác sĩ cố hết sức để chữa trị cho căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của quý vị, nhưng vì căn bệnh quá nặng, quá nguy hiểm, đến nỗi bác sĩ cũng bị nhiễm bệnh và chết. Yeah. Trong khi cứu quý vị, trong khi cứu sinh mạng quý vị, sau đó quý vị khỏe lại, quý vị quay lại và nói bác sĩ là kẻ thất bại. Thật vô ơn, thật hoàn toàn ngu ngốc và cũng độc ác nữa. Hoặc nếu một người cố gắng nhảy vào biển cả đầy sóng gió để cứu ai đó, và người cứu hộ này đẩy người đó đến gần bờ để anh ta có thể tự bơi vào trong bờ, và sau đó người cứu hộ bị kiệt sức với biển động và sóng quá mạnh, rồi người cứu chết đuối dưới biển vì đã cứu người đó, và người đó quay lại nói, ồ, người bơi đó, người đã cứu hắn là kẻ thất bại. Ngay cả người ngu ngốc nhất trên địa cầu cũng sẽ không xem đó là thông minh. Dạ đúng. Tôi nghĩ đó là lời nhận xét ngu ngốc nhất chưa từng có. Và lời nhận xét vô ơn nhất, hạ cấp nhất. Dạ thật vậy, dạ thưa sư phụ. Và Chúa Giêsu đã chết vì loài người. Dạ thưa sư phụ. Cho dù Ngài không thể thăng hoa tất cả họ lên thiên đàng sau khi Ngài chết, nhưng Ngài đã thăng hoa các môn đồ của Ngài. Dạ. Và những người tin Ngài vào thời đó. Dạ hiểu thưa sư phụ. Đồng thời Ngài đã gia trì cho địa cầu này tới mức độ nào đó. Dạ. Và đã ngăn chặn nhiều tội ác và hành vi xã hội thối nát nhờ giáo lý Ngài để lại. Mặc dù giáo lý đã bị cắt xén hoặc bị làm hỏng, dạ đúng, nhưng người ta vẫn biết, nhiều người vẫn biết điều gì đúng, điều gì sai. Dạ phải. Cho nên kẻ giết người tội ác đã giảm bớt nhờ có Ngài để lại những điều này. Ít nhất là giáo lý về những tiêu chuẩn đạo đức thế gian. Hiểu tôi nói không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Và dĩ nhiên sự dạy dỗ bên trong giáo lý thánh thiện chỉ có thể được truyền khi minh sư còn tại thế trên địa cầu. Đến bây giờ quý vị đã biết điều đó rồi. Dạ sư phụ, kinh điển nào cũng đề cập điều đó. Dạ, nếu không cần gì phải có nhiều minh sư đến đây như vậy, cũng không cần Chúa Giêsu phải xuống trần. Dạ thưa sư phụ, dạ đúng. Nếu mọi người có thể tự nghiên cứu kinh điển và được khai ngộ và thành Phật, thành Thánh, thì không cần các minh sư khác đi xuống đây sau Đức Phật, ít ra là vậy. Gia phái thưa sư phụ, hoặc sau bất kỳ minh sư nào khác, hoặc Chúa Giêsu. Gia thưa sư phụ, Thượng Đế thương chúng ta vô vàn, Ngài tiếp tục gửi các con trai, con gái của Ngài xuống trần, giúp chúng ta. Nhưng con người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, sẽ trở nên tốt hơn sau tất cả thanh lọc. Nhưng dù vậy, rất đau lòng khi phải chứng kiến. Gia, rất đau đớn cho tôi. Rất đau đớn. Tôi đã cố gắng đóng suy nghĩ lại, không muốn nghĩ về nó nữa, nếu không, tôi không thể sống sót. Ồ, với quá nhiều đau khổ từ con người và người thân động vật, tôi không thể sống sót. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều đau đớn, quá nhiều căng thẳng, tôi sẽ ngã gục thôi. Thôi không, tôi không thể ngã gục bây giờ, tôi phải tiếp tục làm việc.
bởi vì quý vị vẫn chưa thể làm tốt công việc cho truyền hình Vatican City. Yeah. Tôi không phê bình, đó là sự thật và quý vị cũng biết vậy. Dạ đúng, thưa sư phụ. Quý vị biết vậy, lần nào cũng vậy. Dạ, nếu tình cờ làm việc với tôi trong chương trình nào đó thì quý vị biết. Dạ, phải không? Dạ phải, thưa sư phụ. Một số quý vị không làm việc trực tiếp với tôi, nhưng một số thì có. Dạ, quý vị biết tôi phải sửa thế nào. Nhất là hầu hết những chương trình quan trọng. Dạ đúng, thưa sư phụ. Mấy chương trình phụ thì cũng không đến nỗi nào, cho dù quý vị có làm sai đôi chút, nhưng chương trình quan trọng thì phải thật sự được kiểm tra và hiểu đính kỹ càng. Dạ, thưa sư phụ. Thôi được rồi, lúc nãy chúng ta nói gì? Mình nói gì trước chuyện này? Quý vị không nhớ hay là quý vị không nghe? Thật khó cho sư phụ khi biết về tất cả đau khổ. À, đúng rồi. Để đóng lại, không nghĩ về nó. Dạ, phải. Đôi lúc, những cảnh kinh hoàng như vậy trên truyền hình vô tình sư. Đối với người thân động vật, họ đau khổ quá nhiều, quá khủng khiếp, quá độc ác, hoàn toàn tà ác. Trong lò mổ này nọ, săn bắn này nọ, ôi, tôi không nhìn nổi. Dạ, sư phụ, mà tôi phải nhìn, nhưng nếu tránh được, tôi sẽ che mắt lại. Tôi không thể nhìn bởi vì nhiều lúc tôi ngất đi nếu tôi nhìn. Tôi chỉ có thể chịu đến thế thôi. Dạ, hiểu thưa sư phụ, chỉ là quá nhạy cảm và tim tôi quá mềm yếu. Thôi kệ, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện và làm việc. Dạ, thưa sư phụ. Dạ, đúng, sư phụ. Chúng ta tiếp tục, bởi vì chỉ ngồi đó khóc thì không giúp được gì ai cả. Dạ, phải, thưa sư phụ. Dù vậy cũng có giúp cho tôi, phải. Tôi dùng đủ loại phương tiện để tẩy rửa chúng sinh trên địa cầu này. Ồ, dạ, thưa sư phụ. Những gì tôi có thể, tuy nhiên, tôi vẫn cần làm việc, phải không? Dạ, thưa sư phụ. Cũng về mặt hữu hình. Dạ, đúng, cho truyền hình vô thượng sư. Dạ. Được rồi, các cưng, nếu có cơ hội, chúng ta nói chuyện nữa. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Được, xin cảm ơn Ngài đã dành thời gian để gọi cho chúng con và nói chuyện đôi chút. Chúng con cầu nguyện Thượng Đế bảo vệ sư phụ. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Chúc quý vị Giáng sinh vui vẻ. Chúc năm mới vạn sự như ý. Xin cảm ơn sư phụ. Này Thiên Chúa, Giáng sinh ra chốn dương trần, Người đem ân phước xuống cho muôn dân lầm than, nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hơi, tan rã đêm đông ấm thần con người.